Nghe được kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, Spotlight, một cơ quan truyền thông với những bản tin vừa Anh ngữ vừa Việt ngữ. Chiều ngày 17 tháng 11 năm 2022, có thư mời gặp gỡ và trò chuyện với những phóng viên ký giả gốc Việt để tìm hiểu về tòa soạn tờ báo phiên những này. Nghe được với tư cách phóng viên Net Việt TV Channel 16.6 có đến dự và ghi nhận như sau. Hôm nay ngày 17 tháng 11 năm 2022, chúng tôi đang có mặt ở tại cà phê An Nam. Thưa quý vị, ở đây hôm nay có một cái buổi mà cơ quan truyền thông Spotlight sẽ gặp gỡ với lại các cơ quan phóng viên của tất cả những cơ quan truyền thông người Việt. Thì bên cạnh chúng tôi là cháu Ngọc Trân. Thì Ngọc Trân là một phóng viên của Spotlight. Và thưa quý vị, Spotlight là một cơ quan như thế nào? Chúng tôi sẽ nói thế này. Dù rằng Spotlight mới thành lập trong khoảng thời gian gần đây, tuy nhiên đó là một cơ quan truyền thông vừa có tiếng Anh, vừa có tiếng Việt và được phổ biến khắp trên các diễn đàn và thậm chí là để cho những người dân cử Mỹ phải hiểu được cái tiếng nói, cái sinh hoạt của cộng đồng người Việt. Và Ngọc Trân là một cô gái thường đến dự những cái event của người Việt để đưa lên Spotlight. Thì cháu có thể cho biết được rằng cái nhiệm vụ, cái việc mà ý nghĩa tại sao Spotlight đó mang cái chữ Spotlight mà lại có những cái bản tiếng Việt. Và hiện nay thì người nào phụ trách về cái mảng này? Dạ, con cảm ơn chú. Xin chào tất cả mọi người. Tên của con là Trân Nguyễn, là Ngọc Trân. Thì cái tòa soạn San Jose Spotlight thành lập từ năm 2019. Thì từ lúc mà thành lập đến như bây giờ thì hai cái người co-founder là lúc nào cũng cảm thấy là cái cộng đồng của người Việt Nam của mình không có cái tiếng nói trong cái mainstream media. Thì tại vì cái cộng đồng của mình là rất là đông ở San Jose, thứ nhất. Thứ hai là cộng đồng của mình từ lúc mà đến San Jose đến đây thì không có được cái tiếng nói, trong cái chính trị của mình, trong cái hội đồng City Council, trong cái supervisor. Thì cái ý nghĩa với lại cái ước mơ của cái San Jose Spotlight cho cộng đồng của người Việt mình là được nổi bật và highlight những cái thành tích và những cái chuyện mà cần được phải bàn bạc trong cộng đồng của mình, chẳng hạn như là không những là về những cái chương trình hoặc là những cái sự kiện trong cộng đồng mà kể cả những cái sự mà đau đớn trong chính trị của mình, và những cái mà mình vẫn chưa làm được, vẫn chưa hoàn tất được trong những thời gian gần đây. Thì đó là cái ước mơ của mình là để cho không những là người Mỹ hiểu thêm về cái cộng đồng của mình mà là để cho mình hiểu về cái cộng đồng của mình thêm nữa. Vâng, câu hỏi của chú Nghị Lữ đối với Trân đó là trong 3 năm qua ta làm việc thì chú cũng vẫn thấy có những cái bản tiếng Anh và có những bản tiếng Việt kèm theo. Thì cái ảnh hưởng, cái kết quả mà Spotlight đó, Trân có thể cho biết rằng cái kết quả mà đã được, cái phản hồi nó như thế nào và một vài sự kiện nào mà người Mỹ đã để ý tới cái con người Việt của mình? Dạ, một cái câu hỏi này rất là hay, tại vì ngay gần đây là mình vừa mới qua một cuộc bầu cử mà cái bầu cử cho thị trưởng của mình là rất là quyết liệt. Dạ, một cái bầu cử rất là quyết liệt. Thì một trong những cộng đồng mà có một cái tiếng nói, một cái sức mạnh mà có thể mà thay đổi cái cuộc bầu cử này chính là cái cộng đồng Việt Nam của mình. Và kể cả khi mà cái cuộc bầu cử này là rất là quan trọng như thế này, mà cộng đồng mình nhìn đến những cái cơ quan truyền thông khác, chẳng hạn như là cơ quan Mercury News, hoặc là những cái TV station mà ở mainstream media, họ không bao giờ mà họ đi tới cái cộng đồng của mình mà hỏi là mình muốn cái gì, cộng đồng mình muốn gì, cộng đồng mình muốn ai để có thể mà lên cái chức thị trưởng này. Thì San Jose Spotlight là con lúc là
đi dọc đường này, đi dọc Grand Century Mall để hỏi mọi người, để hỏi, để tìm hiểu, để có thể mà nói lên được cái tiếng nói của mình và có thể mà đưa ra những cái gì mà quan trọng cho cộng đồng của mình để highlight lên. Thì đó là cái sức mạnh của mình. Và mình trong cái cuộc bầu cử này mình đã thấy là nhất là trong khu vực quận 7 là cái tiếng nói của người Việt Nam, tiếng nói của cộng đồng mình là rất là quan trọng. Tại vì mình đã có thể đạt cái người ông Biên Đoàn đó là một người mới vừa vào chính trị nhưng mà lại có thể mà đắc cử được qua khỏi người đương nhiệm hiện giờ là Maya Spaza. Thì đó là cái sức mạnh của cộng đồng của mình. Vâng, kính thưa quý vị, Trần nói rất là đúng. Và cụ thể tôi cũng là phóng viên thường xuyên theo dõi sinh hoạt ở đây, tôi thấy rất rõ ràng rằng trong cái cuộc tranh cử rất là quyết liệt giữa hai người, đó là bà Sin Chavez và ông Matt Mahan, thì phải nói rằng cả hai ứng cử viên này đều rất là gần gũi với lại rất là đi tìm đến những cộng đồng người Việt, luôn luôn tham dự sự kiện của người Việt, thậm chí rằng người thì sử dụng những người Việt để làm campaign, trong campaign của mình, vân vân. Điều đó đã chứng tỏ rằng cái sức mạnh, bởi vì thực sự thưa quý vị, như Trân biết là hiện nay có lẽ là gần 150.000 người Mỹ gốc Việt tại thành phố San Jose, trên cái sắc dân là 1 triệu người. Và một cái điều rất là vô lý ở cái điểm rằng những cái khu shopping thành đạt như là Grand Century Mall, Vietnam Town, Lion, rồi Center, dân dân, rất là nhiều cơ sở thương mại người Việt đã đóng thuế. Và vì vậy cho nên, nhưng mà thật sự mà nói là trong 11 người là nghị viên của thành phố San Jose năm vừa, nhiệm kỳ vừa rồi, không có một người nào hết. Và năm nay may mắn, bây giờ đến giờ phút này có thể nói thẳng rằng Biên Đoàn đã đắc cử ở khu vực 7, bởi vì bà nghị viên đương nhiệm Maya cũng đã gửi lời chúc mừng. Thì cái điều đó tôi nghĩ là vẫn chưa đủ, và Trân có nghĩ rằng chúng ta cần phải đẩy mạnh cái tiếng nói người Việt, bởi vì chúng ta không thể là xin xỏ được, xin để cho, mà chúng ta phải có tiếng nói trong những cái vấn đề mà giúp cho cái cộng đồng người Việt phát triển. Trân có nghĩ điều đó hay không? Dạ, rất đồng ý với ý kiến là trong cái chính trị của mình thì cái việc đầu tiên là mình phải có người đại diện. Nhưng mà người đại diện, một người đại diện thì chưa đủ, mình phải lúc nào cũng phải tiếp tục đấu tranh cho tiếp tục đấu tranh cho cái quyền lợi và cho cộng đồng của mình. Nghĩa là một người đại diện thì rất là tốt, nhưng mà mình cần phải tiếp tục để phải bây giờ hiện tại người đại diện của mình là Biên Đoàn, nhưng mà mình cũng phải nói với Biên Đoàn và đấu tranh để Biên Đoàn làm việc cho cộng đồng của mình, chứ không phải là một người đại diện ở trên City Council là đủ. Kính thưa quý vị, bên cạnh chúng tôi là Victor Dương. Anh là một doanh nhân có thể nói rất là thành đạt, và thưa quý vị, như chúng ta đã biết đó, thì hôm nay trong cái buổi mà Spotlight đó, mời tất cả những phóng viên của người Việt có mặt ở đây để mà nói lên cái việc của họ làm, vân vân, thì lại có anh Victor Dương. Thì mình xin phép được hỏi rằng vì sao Victor có mặt ở trong cái buổi này, do cái lời mời của Spotlight hay là vì cái sự quan tâm như thế nào mà Victor lại có mặt trong cái buổi ngày hôm nay? Dạ, trước hết cho em xin trả ngày lữ của đài Net Việt. Hôm nay Victor có mặt đây để ủng hộ cái Spotlight, San Jose Spotlight, là vì San Jose Spotlight cũng đã có mặt trong thành phố San Jose nhiều năm qua, và họ cũng get involved, có nghĩa là họ cũng có, không phải trực tiếp mà cũng gián tiếp gần gũi cộng đồng Việt Nam mình, và họ đưa những cái thông tin trung thực nhất ở trong thành phố San Jose, những chuyện xảy ra, thì họ có một cái website. Họ gọi là cái San Jose Spotlight Network. Thì mình lên trên cái website họ, mình đọc hết nhiều cái tin tức rất hữu hiệu về thành phố San Jose nói chung và về cộng đồng Việt Nam nói riêng anh. Vâng, vì đây là một cái cơ quan truyền thông, nó khác với những cơ quan truyền thông người Việt cũng ra hồi nào giờ là chỉ phổ biến trong người Việt không, nhưng mà Spotlight hiện nay đã vươn cái vòi của họ ra đến cái cộng đồng các dân khác, không nói riêng là người Mỹ, mà các dân khác cũng có đọc được Spotlight, nếu bởi vì ở đó nó có vừa tiếng Anh vừa tiếng Việt. Thế nhưng mà
Victor có mặt ở đây có phải chăng là Victor đồng tình với cái việc mà chúng ta cần phải có tiếng nói để cho các sĩ dân khác hiểu được cái hoạt động của người Việt, hiểu được nhu cầu của người Việt, phải chăng như vậy? Và Victor có đề nghị cái ban biên tập mà tiếng Việt đó của Spotlight này những cái điều gì? Dạ, trước hết thì thưa anh, mình cũng đã thấy qua Spotlight có những cái thông tin rất là hữu hiệu, thông tin rất là chính xác mà nhiều khi trong cộng đồng mình chưa nhận được hay thấy được hay chưa biết được. Và đồng thời cái mình cảm thấy Southside Spotlight cũng rất ân cần, họ thấy họ rất niềm nở ân cần để muốn làm việc chung với hội truyền thông báo chí của người Việt mình, nhất là cộng đồng Việt Nam. Vì họ biết cộng đồng Việt Nam của mình ở đây có một sức mạnh rất lớn, trên 10% dân số của tổng dân số của thành phố Southside, và họ cũng muốn chia sẻ những cái thông tin hoặc là quyền lợi nào đến cái cộng đồng của thành phố Southside nói chung và cộng đồng Việt Nam nói riêng. Thì mình nghĩ đây là cũng cơ hội tốt anh để cho hai bên làm việc với nhau, có nghĩa là có những cái báo chí tiếng Việt của mình có thể đưa qua Southside Spotlight dịch lại tiếng Anh để cho những cộng đồng của sắc dân khác đọc được, hiểu được những cái tin tức trong cộng đồng Việt Nam mình. Nhưng ngược lại thì Southside Spotlight cũng có những cái tin tức có thể truyền bá hoặc là có thể đưa gửi đến cho cái truyền thông báo chí Việt Nam mình để dịch qua tiếng Việt để cho mình hiểu biết thêm nhiều cái thông tin về thành phố Southside. Vâng, cái điều mà hồi nãy tôi vừa nói với lại Trân đó, thì người Việt chúng ta đã thành đạt rất là nhiều, mà thậm chí có những cái khu thương mại là hoàn toàn là người Việt và đóng thuế rất là nhiều. Tuy nhiên đó, cái quyền lợi của chúng ta đó nó không có. Thì khi mà luật doanh nhân đó đến với Spotlight hỗ trợ đưa tin tức cho Spotlight, thì Victor có những cái đề nghị gì không? Mà nãy Victor chưa nói đề nghị gì đối với Spotlight về cái mặt doanh nhân, và hay là những cái tệ nạn, hay là những cái gì đó mà với tư cách là một doanh nhân ở đây mà làm một người trong cộng đồng, luôn luôn quan tâm cộng đồng, thì có đề những cái đề nghị gì ở Spotlight không? Dạ, thì nói nào ngay thì mình cũng đã ngồi xuống nói chuyện với Southside Spotlight một vài lần. Ok. Dạ, về vấn đề cái làm cách nào đó để cho cái thông tin trong cộng đồng Việt Nam mình nói riêng phát sóng, hay là đó phải đó là để truyền bá lên cho rộng rãi hơn đối với những sắc dân khác. Đúng. Cái đó là một trong những cái mà người cộng đồng Việt Nam mình nên làm. Vì mình thấy đây là tiếng nói chung của Southside, và đồng thời cũng có nhiều sắc dân rất muốn biết về những cái thông tin trong cộng đồng Việt Nam mình đâu riêng, vì họ thấy cái sắc dân Việt Nam ở đây rất đông, và nhất là thương mại ở đây đã biết quá nhiều thương mại quá thành đạt, và mình đóng thuế rất nhiều cho thành phố Southside. Thì bây giờ mình nghĩ rằng là cái việc làm chung để mang cái quyền lợi chung cho hai bên, thì Southside Spotlight nó cũng có những cái nó gọi nó có những cái mà quan hệ, hay là có những cái mà thông tin họ có thể hiểu biết được hoặc lấy được từ trên tiểu bang, liên bang, hoặc là họ có những cái họ có những cái funding, anh có những cái gì mà họ thấy được thì họ có thể thông báo cho trong cộng đồng Việt Nam mình để mình tranh đấu để giành cái quyền lợi về cho cộng đồng Việt Nam mình. Thì cái đó là chắc chắn phải có anh. Cái điều một câu hỏi cuối cùng là vừa qua đó, trong suốt nhiệm kỳ vừa qua không có một người Việt nào hết, trong khi dân số chúng ta là trên 10%. Kỳ này rất may mắn là đã có được một người là biên đoàn, nhưng mà thật sự mà nói, nếu trường hợp tính là tỷ lệ thì cũng chưa có đủ để mà người Việt có mạnh mẽ, có tiếng nói hơn. Thì Victor có những cái đề nghị nào để nói với các hội đoàn, đoàn thể người Việt chúng ta ở đây về cái điều mà Nghe Lữ đang mới vừa trình bày? Dạ thưa, anh Nghe Lữ, nói chung nơi nào có người Việt thì nơi đó phải có tiếng nói của người Việt Nam mình. Đối với cộng đồng nào trong thành phố nào cũng vậy. Mình mong rằng thì tất cả các anh chị em chú bác, bất cứ trên hội đoàn nào, đoàn thể nào, mình nên ngồi lại với nhau giúp sức. Hay quá. Để tìm một người nào đó, thêm một người nữa chứ không phải chỉ riêng biên đoàn, một người nào đó ứng cử cho những cái khu vực chẳng hạn như số 8, số 10. Hiện tại mình biết chắc rằng cái số 8 đang mở gọi là special election anh. Thì nếu được, nếu được thì mình đi tìm kiếm một người nào đó, người Việt Nam mình. Và toàn thể sẽ ủng hộ hết. Người Việt Nam mình để là ứng cử vào chức vụ số 8. Thì mình thấy rằng khu vực số 8 là cái khu vực Evergreen, là cái khu vực rất người Việt Nam mình sinh sống ở đó. Và mình thấy cái rất tiếc trong những năm qua chưa có một người Việt Nam nào có thể đắc cử trong cái vai trò là nghị viên của thành phố khu vực số 8 đó. Thì mình mong rằng bây giờ trở lên,
hiện tại bây giờ là cái chỗ đang chống anh, thì mong rằng quý đoàn thể hoặc là truyền thông báo chí hoặc là cơ quan nào đó, thí dụ mình hợp tác với nhau để tìm kiếm một người nào đó đang ứng cử cho chức vụ đó, thì mình nghĩ ít nhất dù ít dù nhiều thành phố San Jose cũng phải có hai người Việt là kỳ dương của thành phố để mang tiếng nói đại diện cho tiếng nói người Việt mình ở trong thành phố San Jose nói riêng và trong tiểu bang Cali nói chung. Cảm ơn Victor. No, Gordon and I, when we had Vision of Sound of Spotlight 4 years ago, a lot of you who are here in the room were with us, are in our corner since day one. And since we grew our team with, you know, wonderful reporters and editors, if you all want to come up here for a second, they're the ones who are on the front lines and, you know, do all the hard work. You appreciate all their great work. And we really want to thank Lan Nguyen, who's actually an old friend of mine from Silver Peak High School. Cafe for hosting us this evening. Woo! Also David, Sunny, and Joanne with the Sack of Potatoes for providing food and drink, and of course hosting us tonight. And here in vibrant Vietnam town. And you know, being a San Jose native growing up here, you know, Ramon and I both, we just still love that we're privileged to really embrace such a great culturally diverse city, and specifically, you know, the robust Vietnamese community. And we just want to make sure we're able to support our Vietnamese-owned businesses, support our minority-owned businesses, support local small businesses, and, you know, really want to make sure that everyone here is partnering with us, that your voices are heard within our reporting. Hello, everybody. My name is Ramona. I'm the CEO and co-founder of San Jose Spotlight, and I'll keep my remarks very short because I want you to hear from the real superstars of our newsroom, Tran Nguyen and Lonan Pham. Woo! American reporters, journalists who are telling your stories every day. And before I turn it over to them, I wanted to talk to you about why this was so important to us, to San Jose Spotlight, as an English language publication. Why was it important to us to hire, to find, and to, you know, promote journalists of color, and specifically two Vietnamese journalists? Thank you. To us, well, thank you. to us, the Vietnamese community is the heartbeat of San Jose. It is absolutely the heartbeat of San Jose. The culture that the Vietnamese community brings to our city, the businesses that call San Jose home, the most residents in any city outside of Vietnam. My name is David Wong. I'm the CEO of California Green Solution, and also I'm the chairman of the Vietnamese American Business Association. Woo! Locally here, like Sir Ramona said, 4 years ago, when they have an idea of this starting here, and they came and talked to me, and I, you know, right away agreed with them. I said, you know, let's do it. Because, you know, in San Jose, we only see San Jose Mercury News is only one. And whatever they want to say, that's, you know, their own. And I see that many articles talking about, you know, our community, which is the Vietnamese community, in a negative way. So therefore, that's when Ramona, you know, and Joshua come in to me and talk, I say, great, let's do it, and I will support whatever we can to get you in. But at that time, it's just, we talk about that, you know, for us to, you know, team up with you, we have, you know, a few ideas, and if you agree to it, then, you know, you get my full support. Number one, you know, the Vietnamese community in San Jose, you know, get more than 10% of the population here. So we need to have a report that's a Vietnamese reporter. Because only Vietnamese reporter who can get into our own community to learn, to know the culture, to talk to, you know, the same language and all that, and be able to protecting us by writing the way that where the Vietnamese will agree to it. Okay, a second thing is, because it's an English, you know, newspaper, there should be a Vietnamese translator in there. And we agreed to, and that's how she said, it might take a couple of years because, you know, we want to have a Vietnamese section. So that's the Vietnamese people to go in and read all the news, whatever spotlight you're writing about. And we have an agreement. We, you know, we agree on that. And today, that I'm very proud and so happy that she not only had one report, she had two. Right? More than one. The second thing is, yes, if you go on online and, you know, on the website, and you see that they're English and they're Vietnamese, that make much, much easier for our Vietnamese, especially, you know, and elderly
that want to read, people do not understand, you know, English or read English, they could go there and read Vietnamese. And I think those are serving, you know, our community. And I would say that truly, that since, you know, Spotlight coming out, we see many articles, you know, that write and talk about the Vietnamese community here in San Jose, the story about us. You know, like, you know, example, one of the story about Thien Long Sơn, the dragon mountain, because it's unfairly that been treated by the county. And Spotlight is only news that talk about it. We see, you know, we know other news is out there, like San Jose Mercury News. Never talk about it, but if you go there, you dig into all the old story, it's, you know, it's not many good story about our community here. I am extremely proud to stand before all of you, because why? This is the first time we finally have our voice being heard. And because all the naysayers, all those who said the Vietnamese community cannot come together, we proved them wrong. And because of Spotlight, with the fair and equitable report, the true story about our community, I thank you for that. Today is the first day of our journey to make sure our voice is being heard. Our work is way ahead of us. There's a lot of work to be done. And I promise this, I will make us proud. I will make sure that we are being heard. And I will make sure that we're going to treat everyone fairly and equitably in this District 7. Thank you so much for your support and your continual support. I will need all of your support. Continue until the second term, maybe on to the new endeavor as well. Thank you very much.